Xin kính chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Mới đây thì theo báo Tuổi Trẻ vừa mới có đưa tin, một cái tin rất là hay. Đó là nếu như chúng ta mỗi năm làm dư ra 100 triệu thì phải mất 25 năm mới mua được căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phải nói là dư ra nha, dư ra chứ không phải rằng là làm được 100 triệu mỗi năm đâu nha. Mình sau khi trừ tất cả các chi phí rồi mình dư ra được 100 triệu thì phải mất 25 năm nữa mình mới mua được một cái căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Một cái con số cực kỳ là khủng khiếp luôn. Và bên trong bài báo cũng có đưa một vài thông tin, đó là giá nhà liên tục neo cao, đặc biệt là từ năm 2021. Những cái căn nhà có giá dưới 25 triệu đồng trên một mét vuông á, nó đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chính vì thế thì nhà ở giá bình dân đã hoàn toàn biến mất. Nguồn cung nhà ở bình dân, mình lấy cái con số là 25 triệu đồng trên một mét vuông, đây là cái giá cơ bản ha. Mà cái giá này thì cũng đã lấy hơi cao rồi đó, hơi cao so với thực tế rồi đó. Nhưng mà thực sự là đã hoàn toàn biến mất, không còn căn nhà với mức giá là 25 triệu đồng trên một mét vuông nữa. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Thì trong bài báo này cũng có nói, có nêu ra, đó là giá nhà tăng liên tục từ năm 2017 đến nay và nó vẫn cứ neo cao, vượt ngoài cái khả năng tài chính của người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp ở đô thị, thậm chí là cả cán bộ, công chức, viên chức luôn. Với những cái căn nhà bình dân có giá là từ 2 đến 3 tỷ đồng thì người có thu nhập trung bình thấp có tiền để dành dụm được khoảng 100 triệu đồng mỗi năm thì cũng phải mất tới 25 năm mới có thể mua được nhà. Và bên cạnh đó thì thị trường bất động sản nó tiếp tục bị mất cân đối, lệch pha các sản phẩm nhà ở, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp nhiều hơn. Từ đó thì năm 2020 đến nay, những cái căn nhà cao cấp nó luôn chiếm một cái tỷ lệ áp đảo lên đến 70-80% tổng số các sản phẩm nhà ở trên thị trường. Và phần còn lại là nhà ở trung cấp với mức giá là 45 triệu đồng trên một mét vuông. Và hầu như không còn nhà ở bình dân luôn, những căn nhà dưới 25 triệu đồng trên một mét vuông. Thế mới nói rằng là thị trường bất động sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh được đánh giá cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, cái giá bất động sản tại Việt Nam đã rất là cao, tăng rất là nhanh trong những năm qua, đặc biệt là tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chính vì vậy, cái việc giảm giá bất động sản nó sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận hơn với bất động sản. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý do vì sao bất động sản nên giảm sâu hơn nữa. Và đầu tiên thì chúng ta cũng phải trả lời được cái câu hỏi tại sao cần phải giảm giá tiếp. Bây giờ giá bán nó bất động sản nó đã tăng rất là nhanh trong những năm qua rồi, đặc biệt là tại các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội. Tuy nhiên, giá bất động sản hiện nay không phản ánh được giá trị thực của nó. Cái giá bất động sản tại Việt Nam mình nó đã tăng quá cao rồi, quá cao so với cái giá trị thực của nó rồi. Và việc giảm giá bất động sản sẽ giúp cho giá bất động sản đó trở nên hợp lý hơn. Ví dụ như trong 5 năm qua giá tăng lên khoảng 10 lần đi. Ví dụ một lô đất 200 triệu thì trong 5 năm nó đã tăng lên tới mức là 2 tỷ rồi. Có nghĩa rằng là chỉ trong vòng 5 năm thôi, cái giá nó tăng lên 1000% rồi mà. Tăng lên 10 lần. Và nếu như so với một cái mức giá trước đây như vậy thì bây giờ nếu giảm đi 60, 70 thậm chí là 80% vẫn chưa là hợp lý. Giá đó vẫn chưa hợp lý một chút nào hết. Thế cho nên việc xác định lịch sử giá rất quan trọng trong việc lựa chọn và quyết định mua bất động sản. Và cái lý do tiếp theo tại sao phải giảm tiếp bất động sản, giảm giá thêm, đó là khi giá bất động sản giảm nhiều thì nhiều người họ sẽ tiếp cận được với bất động sản hơn. Khi giá bất động sản nó giảm sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được bất động sản. Mình không nói đến người nghèo mua nhà nha, bởi vì cái giá nó có giảm bao nhiêu đi nữa thì người nghèo cũng làm gì có tiền mà mua nhà đâu. Việc tăng hay giảm giá bất động sản nó không có nghĩa gì với người nghèo hết.
những người mà bây giờ họ đang còn lo cơm áo gạo tiền, những cái miếng ăn hàng ngày họ còn chưa lo được, thì lấy đâu ra mà họ nghĩ tới việc là mua bất động sản. Thế cho nên đối với người nghèo thì việc tăng hay giảm giá bất động sản thì đối với họ không là ý nghĩa gì hết. Nhưng mà nếu giảm giá sâu, sâu càng sâu nữa, thì điều này nó sẽ tạo ra được một cái cơ hội lớn hơn, tối ưu hơn chức năng của bất động sản đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà giảm giá sâu rồi thì những cái căn nhà để ở được phát huy, và khi mà những căn nhà giảm giá thì nhiều người về đó ở hơn, kinh doanh buôn bán nó sẽ thuận lợi hơn và đầu tư nó sẽ ít lại hơn. Và nếu như mình tiếp tục giảm giá, thị trường tiếp tục điều chỉnh giá giảm thêm so với giá trước đây, thì hiện tại việc giảm giá bất động sản nó sẽ giúp cho khống chế được lợi nhuận, tránh được đầu cơ, bơm giá và thổi giá. Điều này nó sẽ giúp cho thị trường trở nên một cách bình vững hơn. Như vậy thì bây giờ ai mong chờ giá giảm tiếp? Thực tế mà nói thì đa phần mọi người đều mong giá giảm. Chỉ có là ai đang nắm bất động sản hoặc là đang đầu tư, những ai đang bị nợ ngân hàng, đang bị réo tên thì mới mong giá nó sẽ tăng trở lại hoặc là thanh khoản nó trở lại như bình thường. Bây giờ thì người có tiền nhàn rỗi họ rất mong những cái bất động sản đó giảm nữa, giảm sâu nữa để mà họ dễ mua bất động sản đó với mức giá rẻ hơn. Chứ đâu ai mà có tiền trong tay mà muốn giá bất động sản tăng lên để mà mình mua đâu. Đó, bây giờ thì đối với người có tiền nhàn rỗi thì họ rất là mong muốn giá của bất động sản giảm nữa, giảm sâu để mà họ có thể xuống tiền. Và thứ hai là đối với nhóm người không có tiền, người nghèo thì họ càng thích giảm giá sâu nữa, bởi vì thấy vui, vì sẽ có rất là nhiều người sẽ trở nên giống mình nếu như giá bất động sản nó giảm đi. Nói tới đây thì hơi động chạm một xíu, do động chạm tới người nghèo, động chạm tới những người không có tiền ha. Nhưng mà mọi người đừng lo, em cũng thuộc nhóm là người không có tiền. Em đang mong cầu giá giảm hơn nữa, giá giảm càng sâu càng tốt, thì mình càng có nhiều cơ hội để mình mua bất động sản hơn. Chứ bây giờ giá cao chót vót, giá cao đâu tích trên trời mây đó, sao mà có tiền mà mua nổi. Ví dụ như thế này cho dễ hiểu hơn nè. Giả sử như em muốn mua một cái căn nhà ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, giá trung bình của một cái căn hộ 2 phòng ngủ nha, tại đây với mức giá là 4 tỷ giá năm 2021 đi, mình lấy mức giá khoảng tầm 4 tỷ. Bây giờ thì chắc cũng cỡ đó hoặc là cao hơn. Với một cái căn hộ bình quân giá khoảng tầm 4 tỷ đi, nếu mà giá bất động sản nó giảm 10% thì em có thể tiết kiệm được 400 triệu đồng rồi. Với cái số tiền này thì em có thể mua được một chiếc xe hơi, hoặc là với 400 triệu đó em có thể đi mua một miếng đất ở đâu đó xa xa một xíu, hoặc là em có thể kinh doanh, khởi nghiệp hay là buôn bán một thứ mặt hàng nào đó, nó rất là thuận tiện. Nói chung mới giảm 10% đó thôi nha, thì em đã sử dụng được khoản tiền đó rất là nhiều rồi, tiết kiệm rất là nhiều rồi. Nói chung đối với cái số tiền 400 triệu dư ra đó thì có thể làm được rất là nhiều các việc khác. Và ngoài ra thì giá bất động sản nó giảm đi sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được với bất động sản hơn nữa. Và điều này nó sẽ tạo ra được một cái cơ hội lớn hơn, tối ưu chức năng của bất động sản đó, bao gồm là để ở nè, hay là kinh doanh nè, hay là cho thuê nè, hay là khi giá bất động sản nó giảm đi thì cái nhu cầu đầu tư của người ta cũng ít lại. Bây giờ không ai mua bất động sản đầu tư trong khi bất động sản đó đang giảm giá hết á. Đó, cho nên là cái việc mà hạn chế được cái nhu cầu đầu tư bất động sản thì khi giá bất động sản đang trên đà giảm xuống thì rất ít những người đầu tư ở đó. Mà thật sự nếu mà để điều tiết được cái mức giá bất động sản thì không ai khác, phải có sự can thiệp của các chính sách quản lý nhà nước rồi. Làm sao cho giá nó về được một cái vùng chấp nhận được, tiệm cận được với cái giá trị thực của nó kìa. Và tóm lại thì việc giảm giá bất động sản nó sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được với bất động sản hơn và tạo ra nhiều cái cơ hội hơn, tối ưu cái chức năng của bất động sản đó hơn. Nói đến giải cứu bất động sản á, thì bây giờ nè, không thể mà cứ đâm đầu vào cứu bất động sản như vậy được nữa, chỉ là vô ích mà thôi. Bây giờ giá phải giảm, phải điều chỉnh rồi. Cái con đường cứu bất động sản là cứu người dân kìa. Phải giải cứu đi cái tình trạng thất nghiệp, gia tăng được cái thu nhập cho người dân
và đồng thời giảm giá bất động sản thật sâu. Giảm thật sâu nó sẽ giúp cho giá giảm dần về giá trị thực của nó, và lúc đó nhiều người có thể tiếp cận được với bất động sản hơn. Chứ đâu cần phải là cứ đâm đầu vào giải cứu bất động sản, rồi ban hành chính sách này chính sách kia, hay là những cái hỗ trợ cho doanh nghiệp này doanh nghiệp kia làm chi đâu. Bây giờ cái mức giá không giảm mà hỗ trợ cho doanh nghiệp đi nữa thì doanh nghiệp bán những cái bất động sản với mức giá cao thì ai mua? Cũng chỉ là dân đầu tư đầu cơ với nhau mà mua mà thôi. Đó, thế cho nên mới nói là thời điểm trước đây ấy, khi thị trường nó bắt đầu có cái tín hiệu chậm lại và giảm giá, thị trường nó bất ngờ gãy sóng lao đầu xuống, bây giờ thị trường nó đóng băng. Và cái nguyên nhân nhiều người cho rằng đó là cái do cái chính sách kiểm soát tín dụng vào bất động sản, nó gây ra một cái hậu quả là nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là người sử dụng đòn bẩy tài chính, họ phải rao bán những cái sản phẩm bất động sản với mức giá thấp hơn khoảng tầm 20-30% nhằm để thu hồi vốn, xử lý các khoản nợ. Nhưng mà có một cái lý do không thể bỏ qua, đó là giá bây giờ quá ảo rồi, quá cao rồi. Bây giờ phải giảm giá, phải giảm thật sâu nữa, chứ không phải rằng là do đòn bẩy, do chính sách này kia, bây giờ cứ chính sách kiểm soát tín dụng rồi giảm giá bất động sản, nó khiến cho nhiều người khó khăn. Thì bây giờ nới lỏng tín dụng ra là bất động sản nó tăng trưởng trở lại đâu, rất khó. Bây giờ nới lỏng tín dụng rồi đó, nhưng mà bất động sản đâu có ngóc đầu lên được đâu. Thế cho nên mới nói cái nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng là bất động sản nó đóng băng như hiện nay, đó là về giá. Giá quá cao, giá quá ảo, giá đã bị thổi lên quá nhiều rồi so với giá trị thực của nó rồi. Chưa tính đến là những cái yếu tố khác như là kinh tế khó khăn đó, thất nghiệp, đủ thứ các kiểu nữa. Một cái đặc biệt trong thị trường hiện nay đó là trong khi người bán họ đang chấp nhận cắt lãi, thậm chí là cắt lỗ luôn để mà thu hồi cái dòng tiền của mình về, thì người mua họ lại đang có một cái tâm lý là ung dung chờ đấy. Người mua bây giờ thì họ rất là kỳ vọng vào giá có thể giảm sâu hơn nữa để mà vào tiền, thậm chí là người mua chờ đợi cái cơn bán tháo ồ ạt trên thị trường họ mới bắt đầu mua. Mà cái dòng sản phẩm nào có thể bán tháo ồ ạt được như vậy? Cái câu trả lời đó chỉ là cái sản phẩm bất động sản dự án mà thôi. Những cái đất nền xa xôi, những nơi mà chưa có tiện ích gì ấy, đó thì lúc đó mới có gọi là tình trạng bán tháo. Chứ bây giờ mà những cái vùng đất như là thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đó, làm gì có vụ bán tháo ở đây. Kẹt lắm thì họ chỉ có giảm đi 10-15% mà thôi. Và nếu nói về dự án thì đối với các dòng sản phẩm do chính chủ đầu tư họ phát hành là những dòng sản phẩm sơ cấp ấy, thì cái việc mà giảm giá sâu thì rất là khó, bởi vì doanh nghiệp cũng phải gồng những cái chi phí khác nữa. Nhưng mà với tình cảnh hiện nay, nếu không giảm giá thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn đối với các dòng thị trường thứ cấp, những cái thị trường nó xảy ra những cái sốt nóng như trước đây, nó đã khiến mức giá tăng trưởng cao, rất là cao rồi, gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 5, gấp 10 lần rồi. Thì bây giờ nếu mà các sản phẩm này không có cái cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho những cái sản phẩm đó, hoặc là không có những cái lý do tiềm năng nào khác, đặc biệt là nhóm đối tượng ban đầu đầu tư sản phẩm này mang tính đầu cơ á, thì giảm 30-50%, thậm chí là 80% thì mình vẫn phải cân nhắc, chứ không có dám mua trong thời gian này. Nếu đứng nhìn ở góc độ đầu tư á, mỗi nhà đầu tư có một cái khẩu vị khác nhau. Có nhóm thì ưa thích lướt sóng, có nhóm thì chuyên đi đầu tư trung hạn, dài hạn, ôm đó đó quý cô chú anh chị. Và ngoài ra, ở mỗi khoảng thời gian khác nhau thì họ sẽ có những cái ảnh hưởng với cái tâm lý và kỳ vọng khác nhau của các nhà đầu tư nữa. Và nhiều người cho rằng là có thể trong bối cảnh thị trường, có thể dự đoán rằng là thời điểm thị trường xuống đáy để mà bắt đáy. Tuy nhiên thì với thực tế thị trường này, thị trường bất động sản này hay chứng khoán này nữa, thì cũng không có ai biết được đâu là đáy, đâu là đỉnh cả. Chỉ khi nào giá bắt đầu xuống mới biết đó là vùng đỉnh, và khi nào giá lên mình mới biết đó là vùng đáy mà thôi. Cái việc mà để dự đoán đâu là đỉnh, đâu là đáy thì có chăng đó là những cái nhận định mang tính cá nhân, chủ quan của mỗi người mà thôi. Do đó thì cần nhìn nhận vào mỗi loại hình, mỗi phân khúc bất động sản.
những cái phân khúc nào có tiềm năng nhất định trên thị trường, tùy thuộc vào từng thời điểm nữa, chính sách nào đang có tác động tới loại hình nào, ở phân khúc nào, thì lúc đó mình mới biết được. Cho bây giờ thì nhận định chỉ là nhận định mang tính chủ quan của mỗi người mà thôi. Như vậy thì đối với mỗi người sẽ có mỗi cái nhận định khác nhau về thị trường bất động sản. Vậy thì theo các bạn, bất động sản sẽ còn giảm giá trong bao lâu nữa và trong khoảng thời gian nào nó sẽ là vùng đáy của bất động sản? Đến khi nào thì bất động sản mới có thể vực dậy trở lại được? Thì xin mời quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để cho mọi người cùng nhau biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.